Thưa quý vị, liên quan đến vụ một học sinh tử vong, nhiều học sinh khác nhập viện xảy ra ở trường tiểu học Vĩnh Tường ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị liên quan tích cực điều trị cho bệnh nhân và điều tra xử lý xác định nguyên nhân của vụ việc. Trước tình hình này, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân. Trong trường hợp cần thiết, có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với bệnh viện tuyến trên. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã họp và đưa ra kết luận trường hợp học sinh lớp 5 trường tiểu học Vĩnh Tường tử vong là ngừng tuần hoàn hô hấp, ngoại viện, chưa rõ nguyên nhân. Hội đồng đã đề nghị thực hiện giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh đã tiến hành giải phẫu tử thi. Thực hiện cải cách tiền lương cùng với việc điều chỉnh tiền lương của cán bộ công chức viên chức, từ ngày 1 tháng 7 tới, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cũng được đề xuất tăng. Đây là chính sách đặc biệt, thực hiện cho những đối tượng đặc biệt và thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, tiếp nối truyền thống tốt đẹp và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đi bộ đội từ năm 1966, từng tham chiến ở chiến trường Lào, hàng tháng mức trợ cấp thương binh ông Phước được hưởng chỉ hơn 1 triệu đồng. Số tiền này rất khó để có thể đảm bảo cuộc sống cho ông nếu không có khoản thu nhập khác. Hiện nay ấy nhá, cái lương thương binh là của bác ấy là chỉ được có 1 triệu 6 thôi, nó có số lẻ nữa. Thì như vậy thì là bác thấy được là, nhưng mà bởi vì là bác có cái lương hưu cho nên là nó khá. Nhưng mà những đồng chí mà như bác mà bị thương mà từ cái 21% cho đến 40% là rất thấp. Có những cái đồng chí không có lương hưu ấy, không tham gia về chính quyền ấy, thì không có nộp cái bảo hiểm thì không có lương hưu, chỉ được cái mỗi cái lương của thương binh thôi. Cho nên bác đề nghị là thế này, tức là những các đồng chí nào mà bị thương nhẹ từ 21% cho đến 40% thì khi nâng lương này phải nâng lương cao cho người ta. Hiện thành phố Hà Nội đang quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với trên 800.000 đối tượng hưởng chính sách người có công với cách mạng, trong đó có gần 80.000 đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Đa số người có công với cách mạng và thân nhân chủ yếu hưởng hàng tháng từ nguồn trợ cấp ưu đãi, không có lương hưu và đều đã tuổi cao, sức yếu, cần được chăm sóc, giúp đỡ thường xuyên. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đề xuất mức chi hỗ trợ là 1.438.500 đồng một tháng trợ cấp đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Giờ chiến tranh cũng qua rồi, nhưng là vẫn nóng nó nguội dần. Bây giờ đỡ ơn Đảng, nhà nước, chính phủ là quan tâm đến chúng tôi, là chúng tôi rất là cảm ơn bên lãnh đạo nhà Đảng, chính phủ, nhà nước đấy. Chúng tôi rất là phấn khởi. Càng làm lâu càng thấu hiểu được cái sự mất mát của các bác và càng yêu cái nhiệm vụ và gắn bó và đồng hành của các bác, cho nên là chúng tôi đã gắn bó được ở đây rất là lâu và rất là chia sẻ được. Có những đêm các bác thức cả đêm, đau không ngủ được thì anh chị em cũng là thức cùng các bác để chăm sóc và thậm chí xoa bóp và động viên tinh thần của các bác, là rất ấn tượng. Người có công thì càng ngày là càng giảm dần đi, số lượng nó sẽ ít đi và mình càng thể hiện chăm sóc được đối tượng, người thể hiện được cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của thành phố và của các cấp các ngành đối với người có công. Việc hỗ trợ kịp thời người có công nhằm nâng cao mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn thành phố là cần thiết và là một giải pháp đảm bảo về mặt an sinh xã hội và thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đối với người có công với cách mạng và phù hợp với các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người có công. Tìm kiếm cứu nạn trên biển luôn là một hoạt động khó khăn gắn với nhiều nguy hiểm. Ngoài nỗ lực cố gắng từ chuyên môn, kinh nghiệm của con người thì còn đòi hỏi phải có các thiết bị chuyên dụng hiện đại để có thể rút ngắn thời gian tìm kiếm cứu nạn, đồng nghĩa với việc có nhiều hơn tài sản và tính mạng của người dân được ứng cứu kịp thời. Thời tiết, khí hậu đang ngày càng có diễn biến phức tạp và thay đổi khó lường. Đặc biệt với những cơn bão, áp thấp trên biển luôn là hiểm họa có thể cuốn trôi tính mạng, tàu hàng, tàu cá mà cả đời người tích góp. Việc nâng cao đầu tư và hiện đại hóa công cụ tìm kiếm cứu nạn nhiều năm qua đã được chính phủ đặc biệt quan tâm. Hiện nay, tàu SAR 631 đang được đóng mới tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên việc đóng tàu tìm kiếm cứu nạn cỡ lớn được thực hiện ở nước ta mà không phải từ nước ngoài. Với tổng mức đầu tư khoảng 423 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 189, Z189, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là đơn vị trực tiếp thực hiện. Dự kiến, tàu SAR 631 sẽ được bàn giao và đưa vào khai thác từ quý 3 năm nay. Theo như kế hoạch của nhà máy là tầm cuối tháng 5, đầu tháng 5 là bắt đầu hạ thủy. Hạ thủy sẽ tầm giữa tháng 5 là
tầm giữa tháng 5 rồi, đến cuối tháng 5 là bắt đầu chạy thử nhiệm vụ. Chỉ những người trực tiếp làm công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển mới thấu hiểu rõ tầm quan trọng của việc sớm đưa tàu SAR 631 vào vận hành. Đó vừa là trách nhiệm nhưng cũng là cơ hội để họ có thể góp sức giảm thiểu những thiệt hại. Và với cái tàu mà có thể mình hoạt động được dài ngày thì cái trước hết là cái mình theo cái vụ việc từ đầu đến cuối, tàu không phải rời hiện trường thì cái hiệu quả truy vết và tìm kiếm trên biển nó sẽ hiệu quả hơn, tại vì nhiều khi lại tàu làm việc có thể 3 ngày mà phải quay về để tiếp nhiên liệu thì nó sẽ rất dở. Đóng thêm những cái con tàu như con tàu 631 hiện nay là một việc hết sức cần thiết. Khi có con tàu này thì chúng tôi sẽ thực hiện được những nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ở trong những cái vụ việc phức tạp, điều kiện sóng gió, thậm chí là đầu cơn bão hoặc là sau cơn bão chúng tôi vẫn có thể thực hiện được. Tàu cứu nạn SAR 631 đạt tốc độ lớn nhất khoảng 20,5 hải lý một giờ, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị nghi khí hàng hải, cứu sinh, cứu hỏa, phù hợp với yêu cầu quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia và theo các công ước quốc tế về hàng hải. Với khả năng cứu nạn cho hơn 100 người, khi đi vào hoạt động, đây sẽ là tàu cứu nạn hiện đại nhất cả nước. Thưa quý vị, hiện thực hóa cam kết Net Zero năm 2023, lần đầu tiên tại Việt Nam, 1.912 cơ sở có phát thải khí nhà kính lớn đã thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu hoạt động, phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia theo quy định mới của Luật Bảo vệ Môi trường. Sau hơn một năm triển khai thì bên cạnh một số kết quả bước đầu, những khó khăn thách thức đặt ra với doanh nghiệp trong việc kiểm kê khí nhà kính là không hề nhỏ. Yêu cầu kiểm kê khí nhà kính của chính phủ là một yêu cầu bắt buộc và đây cũng là mục tiêu chúng ta hướng đến, các bộ phận tiến hành đến đâu rồi. Được tập huấn thì em thấy là phía doanh nghiệp mình để tự làm báo cáo kiểm kê khí nhà kính sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì nhân sự đang chưa đủ chuyên môn để đảm nhiệm được cái việc đấy. Trước mắt là doanh nghiệp mình, các bộ phận vẫn đang thu thập số liệu về việc tiêu thụ điện năng rồi các cái chỉ số, các cái mức tiêu hao năng lượng cho doanh nghiệp. Chuyên sản xuất các loại túi ni lông sinh học chất lượng cao. Mỗi năm, doanh nghiệp này sử dụng 1.601 toe điện phục vụ cho hoạt động sản xuất. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 6 Nghị định 06/2022 của Chính phủ, doanh nghiệp này có tên trong danh mục cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính của tỉnh Hưng Yên. Ngay sau khi nhận được thông báo, công ty đã bắt tay vào việc theo dõi, ghi chép các thông số phát thải của từng khâu sản xuất. Ấy vậy nhưng, vẫn còn rất nhiều vướng mắc khiến họ gặp phải khó khăn trong quá trình triển khai. Đây là yêu cầu mới, cũng như những doanh nghiệp FME khác, chúng tôi chưa từng thực hiện. Nguồn nhân lực hiểu và có kỹ năng về kiểm kê khí nhà kính còn thiếu, nên hiện chúng tôi đang tìm kiếm một doanh nghiệp, đối tác có chuyên môn để hỗ trợ và đào tạo thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo tiêu chuẩn chính phủ đề ra, để có thể chủ động thực hiện. Còn doanh nghiệp này là một trong những cơ sở về kiểm kê khí nhà kính của tỉnh Bắc Ninh. Do chưa có cán bộ chuyên trách và kinh nghiệm triển khai việc này, nên họ phải mời các chuyên gia tới tập huấn kỹ năng cần thiết cho các cán bộ của mình. Sau một ngày tập huấn, vẫn còn nhiều khâu họ cảm thấy chưa hiểu rõ. Cái khó nhất đó là cái công thức tính toán để làm sao biết được cái lượng phát thải. Đối với mỗi hoạt động thì cái lượng phát thải khí nhà kính là bao nhiêu ạ? Liên quan tới công thức kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở, các chuyên gia cho rằng nó chưa đủ rõ ràng. Với những thông tư hướng dẫn đã được ban hành, chưa có ngành nào đưa ra được hướng dẫn tính toán lượng giảm phát thải khí nhà kính cụ thể cho từng giải pháp giảm nhẹ. Chính vì vậy, các doanh nghiệp rất cần tới sự vào cuộc hỗ trợ của các cơ quan chức năng. Trong khi hầu hết các doanh nghiệp thì vẫn đang khá loay hoay trong quá trình thực hiện yêu cầu kiểm kê khí nhà kính, mới đây, Bộ Tài nguyên Môi trường lại cho biết hiện đang thực hiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cập nhật. Hiện danh mục này đang được gửi cho các cơ quan ban ngành liên quan để cho ý kiến. Và điều gây chú ý nhất trong danh mục cập nhật các cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính lần này, đó là có sự xuất hiện của 341 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi. Liệu điều này có hợp lý hay không? Theo quy định, những cơ sở chăn nuôi 1.000 đầu lợn hoặc 500 đầu gia súc lớn như trâu bò sẽ phải kiểm kê khí nhà kính. Hiện trang trại này nuôi gần 1.000 con trâu con bò. Căn cứ theo quy định trên, chắc chắn họ sẽ có mặt trong danh mục cập nhật các cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Yêu cầu mới này là một thách thức lớn đối với họ. Trong một cái bối cảnh mà cái ngành chăn nuôi hiện nay của Việt Nam thì cũng đang rất là khó khăn. Lợn thì dịch tả châu Phi thì như các chị cũng biết là
nó diễn biến cũng rất là phức tạp. Còn châu bò thì cơ bản là chúng ta xuất khẩu đi Trung Quốc cũng đang bị chậm, đến là cái giá cả nó cũng không đạt được như kỳ vọng. Thì cái tổng cái lợi nhuận của người nông dân hiện nay đang ở cái mức thấp, dẫn đến cái việc nếu như trong trường hợp phải chi trả thêm một cái khoản nữa thì có thể dẫn đến cái việc người ta bị lỗ, và nó sẽ tác động đến cái việc mà giảm quy mô chăn nuôi trên toàn quốc. Theo các chuyên gia, chăn nuôi là ngành phát thải tương đối lớn của lĩnh vực nông nghiệp, đóng góp từ 15 đến 18% lượng phát thải khí nhà kính của toàn cầu. Việt Nam muốn giảm phát thải, nhất định phải đong đếm được lượng phát thải trong hoạt động chăn nuôi. Do đó, bổ sung các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chăn nuôi vào danh sách phải kiểm kê khí nhà kính là cần thiết. Về cái mặt ý nghĩa ấy, có thể là cần thiết, bởi vì là nó có gây cái tác động đến hiệu ích nhà kính tương đối rõ, đặc biệt là chăn nuôi bò và chăn nuôi lợn. Vấn đề thứ hai nữa là việc ta đưa vào ấy thì nó cũng có cái lợi là ta sẽ bán được. Bởi vì trong chăn nuôi thì nhiều các cái nước trên thế giới, ngoài cái chuyện là lấy thịt trứng sữa thì người ta cái sản phẩm phụ của chăn nuôi nó là một cái vấn đề có hệ lụy đến môi trường. Nhưng nếu biết kiểm soát, biết xử lý tốt ấy, thì chính nó lại là tài nguyên. Do vậy, việc kiểm kê khí nhà kính với các cơ sở chăn nuôi cần phải có lộ trình cụ thể và linh hoạt, giúp doanh nghiệp có thời gian để thích nghi và triển khai các biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính một cách bền vững. Nếu chúng ta tổ chức triển khai mà chúng ta không có cái lộ trình, một là chúng ta phải tuyên truyền để cho người chăn nuôi, người dân nói chung, người chăn nuôi, nhất là chăn nuôi quy mô lớn, không phải chỉ có người chăn nuôi đâu, cả các cơ quan quản lý nhà nước trong cái lĩnh vực, ví dụ là bên môi trường, rồi bên nông nghiệp, cùng chia sẻ để chúng ta chuẩn bị, thì chúng ta thực thi cái chủ trương này, nó sẽ đạt được cái mục tiêu chúng ta mong muốn. Còn nếu không, nó cũng gây ra những cái phiền hà, cái hệ lụy nhất định. Tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26, Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ đưa phát thải ròng về không vào năm 2050, và cụ thể là vào năm 2025, tổng lượng phát thải khí mê tan không vượt quá 96,4 triệu tấn và phát thải khí mê tan trong chăn nuôi không vượt quá 16,8 triệu tấn. Đến năm 2030 thì tổng lượng phát thải khí mê tan không vượt quá 77,9 triệu tấn, phát thải khí mê tan trong chăn nuôi không vượt quá 15,2 triệu tấn. Như vậy thì việc kiểm kê khí nhà kính đối với ngành chăn nuôi chắc chắn sẽ phải được thực hiện, chỉ là sớm hay muộn. Vậy thì các cơ sở chăn nuôi phát thải lớn cần phải lưu ý những gì? Tôi khuyên người chăn nuôi xác định đã là chăn nuôi thì thế nào nó cũng có hệ lụy. Đó là cái chất thải chăn nuôi. Chúng ta không thể không xử lý nó được. Bởi vì đấy là yêu cầu của cái luật chăn nuôi cũng như luật môi trường. Cũng như cuộc sống hàng ngày thôi, nếu ta chăn nuôi, ta kinh doanh, ta có lời mà những người xung quanh chúng ta phải chịu những ô nhiễm này thì đương nhiên là cũng sẽ không tồn tại được. Thì nên xác định là việc xử lý chất thải chăn nuôi là như một nội dung bắt buộc của những người đầu tư cho chăn nuôi, nhất là chăn nuôi quy mô lớn. Cuộc chơi mang tính toàn cầu không thể đảo ngược này thì chúng ta vẫn phải tuân thủ thôi. Tuy nhiên cố gắng nâng cao cái năng lực hiểu biết về mảng môi trường để có được những cái số liệu thống kê nó hợp lý hơn, nó đầy đủ, nó chi tiết hơn, vì đấy cũng là tài sản của doanh nghiệp. Cái việc tính toán kiểm kê khí nhà kính của doanh nghiệp nó dễ hay khó, nó phụ thuộc rất nhiều vào cái chất lượng, cái số liệu thống kê của doanh nghiệp. Nên doanh nghiệp mà thống kê tốt thì cái chi phí bỏ ra để làm những cái báo cáo kiểm kê khí nhà kính nó sẽ được giảm bớt đi. Mặc dù chỉ là bước đầu tiên trong việc chuyển đổi chiến lược kinh doanh hướng đến net zero, nhưng việc kiểm kê khí nhà kính quả thực không hề đơn giản. Để triển khai được có thể sẽ mất rất nhiều thời gian và nguồn lực. Tuy nhiên, thế giới đang hứng chịu những tác động cực đoan của biến đổi khí hậu. Đã đến lúc mà mỗi cá nhân doanh nghiệp đều phải có trách nhiệm với những dấu chân carbon của chính mình. Do đó, việc kiểm kê khí nhà kính với doanh nghiệp là yêu cầu không thể thay đổi. Hy vọng các cơ quan ban ngành và chính bản thân các doanh nghiệp sẽ nỗ lực hơn nữa để triển khai nhiệm vụ quan trọng này. Thưa quý vị, trên thế giới, mỗi quốc gia thường chọn cho mình một trang phục truyền thống, thể hiện bản sắc văn hóa, hồn cốt của dân tộc. Việt Nam cũng vậy, tà áo dài đã là trang phục cổ truyền có từ xa xưa cho đến tận ngày nay. Và cho dù đã trải qua không ít thăng trầm của lịch sử hay là sự đổi thay trong sở thích và sự sáng tạo, thì giá trị của nó vẫn nguyên vẹn. Trong làng thiết kế thời trang, có một nhà thiết kế đã kiên trì và sáng tạo khi đưa những di sản văn hóa truyền thống lên tà áo dài, đó là nhà thiết kế Lan Hương. Trong ngôi nhà cổ xưa,
Những bộ áo dài truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Việt được nghệ nhân lân hương và trí một cách khoa học, bắt mắt, tạo cảm giác gần gũi. Có thể thấy những bộ áo dài truyền thống được thiết kế duyên dáng, gắn những họa tiết tinh tế từ thổ cẩm của đồng bào nhiều dân tộc khác nhau. Bên cạnh đó, những bộ áo dài truyền thống theo hình hoa sen, hoa đào, hoa mai, hoa cúc, hoa mẫu đơn, vừa sang trọng vừa đẹp mắt. Khi tôi chọn một cái sản phẩm thì trước tiên tôi chọn những cái nhà thiết kế uy tín đã được khẳng định trên thị trường. Nhà thiết kế Lan Hương là một người luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu. Và mỗi khi tôi mặc một cái bộ áo dài do nhà thiết kế Lan Hương, thật sự là tôi rất là tự tin. Bước vào không gian các sản phẩm của nhà thiết kế Lan Hương, người xem có cảm giác như mình đang lạc vào một bảo tàng áo dài Việt Nam vô cùng phong phú, đậm nét văn hóa và rất Việt Nam. Mỗi mẫu áo thêu tay tinh xảo là một tác phẩm nghệ thuật khắc họa đời sống văn hóa và tinh thần của người Việt. Đầu tiên phải nói là tôi trân trọng vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam trước khi đến với cửa hàng áo dài của Lan Hương, bởi vì tôi cảm thấy áo dài thể hiện sức mạnh nội tại của người phụ nữ Việt Nam. Nó rất mạnh mẽ và hình thành nên giá trị Việt Nam ngày nay, bởi mỗi khi nhìn vào áo dài, tôi thấy được những màu sắc sặc sỡ, tràn đầy sức sống cũng như gần gũi với thiên nhiên, với các thiết kế mang đậm cảnh sắc thiên nhiên khi Việt Nam tràn đầy những cảnh đẹp của sông hồ, núi đồi. Nhà thiết kế Lan Hương đã mang áo dài Việt Nam đi đến nhiều nơi trên thế giới, nhiều lần tới khoe sắc tại kinh đô ánh sáng Paris, Milan, New York, Tokyo, Anh. Nét đẹp văn hóa dân tộc, niềm tự hào về đất nước Việt Nam qua đó cũng được lan tỏa. Lan Hương cũng như những nhà thiết kế áo dài khác ở Việt Nam đều có một cái niềm đam mê rất lớn để làm sao tôn vinh áo dài Việt Nam lên một cái tầm cao mới và có nhiều cái cơ hội để đưa áo dài Việt Nam ra quảng bá trên thế giới. Và cái mong ước lớn nhất của chúng tôi lúc này là áo dài Việt Nam sẽ được Quốc hội Việt Nam, được Chính phủ Việt Nam thông qua công nhận là quốc phục của Việt Nam. Không chỉ đưa nét văn hóa cổng làng lên tà áo dài, bằng sự sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú của người nghệ nhân vốn yêu văn hóa truyền thống như máu thịt. Mỗi tà áo dài của nhà thiết kế Lan Hương là sự kết tinh các giá trị truyền thống cốt lõi, từ nét tài hoa của nghệ nhân, thợ thủ công các làng nghề, phố nghề, đất kinh kỳ xưa.